ít nhất 1,6 triệu mét khối lũ bùn đá trút xuống làng Nủ trong 5 phút. Thông tin này vừa được nhóm nghiên cứu đưa ra sáng ngày 2 tháng 10 tại hội thảo nguyên nhân thảm họa làng Nủ, Bảo Yên, Lào Cai và giải pháp phòng tránh do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Châu Lân, Phó trưởng Bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải, ngay sau khi thảm họa làng Nủ xảy ra, nhóm đã đến tận nơi nghiên cứu khảo sát. Tính toán ban đầu, ít nhất 1,6 triệu mét khối lũ bùn đá từ đỉnh núi Voi đã sạt xuống trong ngày 10 tháng 9 với tốc độ 300 mét khối trên giây, tương đương khoảng 5 phút cho đoạn sạt dài khoảng 3,6 km. Trên đường đi, dòng lũ bùn đá tiếp tục cuốn theo mọi thứ trên đường làm tăng khối lượng sạt lở khổng lồ, vùi lấp 37 căn nhà, khiến 40 gia đình bị ảnh hưởng. Phó giáo sư Lân cho biết, lũ bùn đá thường có 3 phần. Phần thứ nhất là phát sinh trượt lở ban đầu giúp cung cấp vật liệu cho dòng chảy. Phần thứ hai là dòng chảy chính với kênh dẫn có độ dốc lớn, thường là các khe suối trong điều kiện thông thường. Phần thứ ba là vùng lắng đọng của lũ bùn đá, hay còn gọi là vùng hình quạt tại hạ lưu nơi các vật liệu của lũ xòe ra trên một diện tích rộng. Ở thảm họa làng Nủ, hiện chưa tính hết được tổng khối lượng lũ bùn đất đổ xuống đây, nhưng theo Phó giáo sư Lân, qua tính toán từ các số liệu và mặt cắt hiện có, phần phát sinh trượt lở ban đầu ở đỉnh núi Voi khoảng 1,6 triệu mét khối. Sau khi trượt xuống hạ lưu với quãng đường khoảng 3,6 km, đất đá tiếp tục sạt lở và bị kéo theo với khối lượng cực lớn, trong đó có nhiều khối đá khổng lồ.